đang lên hả? Không, cái tế khoảng gần 100 tuổi, gốc khoảng 70 cm, tương đối là vất vả. Co lại bên này, bên kia thế nào? Cái này mọc tự nhiên mà tương đối nhiều dễ. Các bạn xem đại cầu cái mít là bánh xe bênh hết lên này.